Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 6 giờ chiều, tức là 18 giờ của ngày 19 tháng 3 năm 2022. Một người em hay gửi cho tôi những tin tức chính trị, là một người em trẻ nhưng mà rất quan tâm tới chính trị. Thì em cũng rất là quan tâm tới tình hình xăng dầu. Chắc là tại dạo này thì dầu với cả xăng lên cao quá, tận 30.000 một lít. Và với những người trẻ như vậy thì có lẽ cái chi phí đi lại chiếm một trong những cái phần lớn của thu nhập. Có lẽ như vậy mà nên quan tâm hay chăng. Nhưng phải nói rằng là em mới gửi cho tôi một cái thông tin, một sự dũng cảm vô cùng. Nhà và máy lọc dầu Nghi Sơn thì chúng ta đã nắm rồi, chúng ta đã biết rồi, chúng ta đã rõ rồi. Tôi đã làm rất nhiều những cái video clip về nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Và từ đó thì các bác có thể thấy là wow, tại sao lại có một cái kiểu kinh doanh kỳ lạ như vậy, đúng không ạ? Thế nhưng á, ngay cả đại biểu Triều khi mà phát biểu trước Quốc hội trong một bài phát biểu vô cùng nổi tiếng với cái giọng điệu run run, bởi vì đại biểu biết rằng đây có phải chăng là sắt, là thép, là kim cương mà không phải là củi, bởi vì khó đốt quá. Và cũng đặt một dấu hỏi rằng đây có phải là một cái dự án gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước lớn nhất từ trước tới nay hay không? Đó là một câu hỏi, đúng không ạ? Và ngay ở trong này, báo cáo với các bác, tờ Vietnamnet, rất may là tổng giám đốc, tôi cũng biết thôi nhưng tôi không chơi thân nhé, không phải bảo ấy. Tổng giám đốc, nghĩa là tổng biên tập của Vietnamnet là anh Tuấn, phải nói rằng là chúng ta hoan nghênh anh Tuấn. Thì cùng tòa nhà với tôi luôn đấy, Thì xin chia sẻ các bác rằng là tờ Vietnamnet có một bài của nói rằng vô cùng khủng khiếp với cái tiêu đề và dùng cái sự thật này. Trong đó chúng ta đã biết rằng nhắm tới ai. Đại biểu Triều khi mà nói thì cũng chỉ dám nói rằng là cần phải làm rõ, nhưng địa chỉ ở đâu thì có lẽ đại biểu cũng biết nhưng không tiện đưa ra, và nhiều người cũng biết nhưng không tiện đưa ra. Thì ở đây á, thì mỗi một cái bài gọi rằng là sự thật lọc dầu Nghi Sơn, hai cam kết và Việt Nam thiệt đơn thiệt kép. Vậy thì sự thật ở đây là gì? Chúng ta sẽ nguyên văn cái bài này. Tôi cũng không chắc rằng sau khi mà video clip lên sóng hoặc là sự quan tâm thì liệu rằng cái bài này có còn tồn tại nữa hay không nha các bác. Chúng ta hãy nghe những cái bài, những cái phân tích, và có thể nói rằng là có cả những công văn, có cả những số liệu, và các bác hãy tra cứu nó, nghiên cứu nó, thì các bác sẽ biết được rằng thông báo rồi truyền đạt vân vân là của ai và là như thế nào. Tôi sẽ trích nguyên văn để các bác thấy rằng là một sự dũng cảm, và chúng ta phải nắm được để chỉ rõ xem là địa chỉ, ai chịu trách nhiệm, thì phải có địa chỉ nhỉ, đúng không? Những ưu đãi nhà máy lọc dầu Nghi Sơn chỉ có ít nhất hai điểm cốt tử khiến cho giờ đây Việt Nam phải lâm cảnh tiến thoái lưỡng nan với đại dự án có vốn đầu tư nước ngoài này. Bài viết về sự thật lọc dầu Nghi Sơn, hai cam kết Việt Nam thiệt đơn thiệt kép vào ngày 19 tháng 3 năm 2022 trên tờ Vietnamnet vào lúc chính xác là 13 giờ 30 phút. Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn thì là công ty liên doanh, thì được thành lập vào tháng 4 năm 2008, thì do 4 thành viên góp vốn bao gồm có công ty dầu khí quốc tế COES, công ty COSAN của Nhật Bản, công ty hóa dầu hóa chất Mitsu của Nhật Bản, nghĩa là hai công ty Nhật Bản và một công ty COES, và công ty dầu Việt Nam là tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN. Nhưng PVN thì chỉ góp có 25,1% cái số cổ phần này. Và dự án vận hành thương mại vào 10 năm sau, tức là tháng 12 năm 2018. Và dự án này được duyệt vào lúc thành lập là năm 2008, thì có mức vốn là 6,1 tỷ đô la. Nhưng sau đó thì đội vốn lên thành 9,2 tỷ đô la. Ngày 5 tháng 11 năm 2012 thì Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo. Tôi nhấn mạnh lại nhé, các bạn nghe kỹ đoạn này. Vào ngày 5 tháng 11 năm 2012
thì Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tại thông báo số 367/TB/VPCP ngày 5/11/2012 của Văn phòng Chính phủ về kết quả đàm phán thỏa thuận về cam kết bảo lãnh của Chính phủ cho dự án, tức là cam kết GGU. Đối với dự án, trong đó đồng ý nguyên tắc dự thảo FPOA thông qua việc PVN bao tiêu sản phẩm lọc dầu cho dự án. Trong đó có cam kết này. Và ngoài ra thì PVN thay mặt Chính phủ thực hiện cam kết ưu đãi thuế nhập khẩu sản phẩm lọc dầu. Chính phủ đã cam kết ưu đãi cho dự án. Đó. Và nó tạo ra một cái hệ quả là sản xuất dầu ra bao nhiêu thì Việt Nam phải mua cho bằng sạch. Đó. Các bạn tưởng tượng nhé. Cái nhà máy lọc dầu này sản xuất bao nhiêu Việt Nam phải mua bằng hết. Với cam kết bảo lãnh như kể trên thì lọc dầu Nghi Sơn sản xuất ra bao nhiêu sản phẩm thì PVN, tức là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, phải bao tiêu hết. Và theo nguyên tắc quy định tại thỏa thuận cam kết bảo lãnh của Chính phủ và hợp đồng bao tiêu sản phẩm nhiên liệu FPOA thì giá bán sản phẩm của lọc hóa dầu Nghi Sơn lại tương đương với giá nhập khẩu xăng dầu nhập khẩu. Tới đây thì tôi không hiểu rằng là vậy thì chúng ta bỏ tiền ra làm gì? Đúng không ạ? Chúng ta phải mua cho bằng sạch những cái gì mà nhà máy hoặc có dầu Nghi Sơn người ta sản xuất. Và cái giá thì lại bằng nhập khẩu, tương đương với nhập khẩu. Đó. Và trong khi đó, thời gian này Việt Nam cũng đã ký nhiều hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương. Mức thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng cho các nhà máy lọc dầu trong nước thì lại cao hơn mức thuế suất ưu đãi theo các hiệp định thương mại tự do. Cho nên về lý thuyết thì giá bán sản phẩm của lọc dầu Nghi Sơn thì sẽ luôn cao hơn so với xăng dầu nhập khẩu. Bởi vì khi chúng ta giảm cái thuế suất xuống bằng không với các bạn, đó, tưởng tượng thế này, chúng ta giảm thuế suất xuống bằng không, tức là các hiệp định thương mại tự do là FTA, thì xin phép với các bác rằng là và giá của chúng ta, nghĩa là khi ký FTA rồi thì chúng ta nhập dầu của Singapore hoặc vân vân bán thì tương đương với giá nguyên thuế bằng không đó. Thì trong khi đó là bên phía của chúng ta phải mua hết của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn với cái giá này, nhưng ngoài ra chúng ta lại ưu đãi cho họ rất nhiều thứ đó. Ví dụ như anh ưu đãi thuế đó. Cho nên là về lý thuyết theo cái hợp đồng này thì hợp đồng này đã ký với cả bên phía của mấy công ty này, cùng với cả là những hợp đồng mà cũng với cả những cái cam kết mà FTA chúng ta đã ký với cả thế giới, với cả song phương và đa phương, thì lý thuyết thì đúng là cao hơn thật. Và đây là một nghịch lý mà tôi không hiểu rằng là làm ăn kinh tế hay rằng là đầu tư thế nào, hoặc rằng là tính toán thế nào để mà thành ra như thế này. Tôi tiếp tục với bài báo nhé. Tuy nhiên, những ưu thế của việc mua trong nước là được thanh toán bằng đồng nội tệ, tiết kiệm chi phí vận chuyển là những vấn đề doanh nghiệp đầu mối xăng dầu có thể xem xét khi mua hàng của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Trong văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngày 3/2/2016, thì Bộ Công Thương đã cảnh báo cái việc tiêu thụ sản phẩm của lọc dầu Nghi Sơn sẽ rất khó khăn do không cạnh tranh được với xăng dầu nhập khẩu ngay trên thị trường Việt Nam. Trong khi đó, thương nhân đầu mối thì tăng dần sản lượng nhập khẩu các lô hàng có xuất xứ từ những nước được hưởng thuế ưu đãi, đặc biệt như là Hàn Quốc thì do rẻ hơn. Bởi vì doanh nghiệp chúng ta cấp phép phải nhập khẩu xăng dầu thì đương nhiên họ muốn nhập tại những nơi nào rẻ hơn để tối ưu hóa lợi nhuận được. Và việc phải mua hết sản phẩm do lọc dầu Nghi Sơn sản xuất ra, trong khi các quy định về xăng dầu hiện hành không bắt buộc các thương nhân phải kinh doanh đầu mối là phải mua từ nhà máy lọc dầu trong nước, thì là vấn đề khiến các cơ quan quản lý đau đầu. Trong khi đó thì sản phẩm nhập khẩu có thể rẻ hơn mua của nhà máy lọc dầu trong nước, nên thời điểm đó Bộ Công Thương thì đã lo ngại là nếu Chính phủ không kiểm soát chặt chẽ lượng xăng dầu nhập khẩu, không có các thay đổi về cơ chế chính sách trong kinh doanh xăng dầu, thì việc tiêu thụ sản phẩm bao tiêu sẽ gặp rất nhiều khó khăn và rủi ro rất lớn. Lúc đó từng có kiến nghị rằng Bộ Công Thương chỉ cấp hạn ngạch quota để nhập khẩu sau khi cân đối bảo đảm tiêu thụ toàn bộ sản phẩm cho các nhà máy lọc dầu trong nước. Nhưng các bộ ngành thì đồng loạt phản đối dữ dội là do vi phạm cam kết WTO mà các hiệp định thương mại chúng ta đã ký kết. Dù vậy thì cho đến nay thì việc nhập khẩu xăng dầu như thế nào
bao nhiêu thì vẫn luôn được Bộ Công Thương tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn không bị ế. Và suốt thời gian qua, khi có những biến động xảy ra, việc tiêu thụ sản phẩm của lọc dầu Nghi Sơn hay dung quất gặp khó, thì Bộ Công Thương thường có các văn bản đề nghị thương nhân đầu mối xăng dầu ưu tiên mua hàng của các nhà máy lọc dầu trong nước. Và cái phần thứ hai là cái phần ưu đãi thuế nhập khẩu bù tiền khi mà thuế nhập khẩu cao, khi mà thuế nhập khẩu thấp hơn, rất kỳ lạ. Và theo thỏa thuận và cam kết bảo lãnh của chính phủ thì lọc dầu Nghi Sơn có thể áp dụng cái mức giá bán buôn tại cổng nhà máy là giá nhập khẩu cộng thuế nhập khẩu là 7% đối với sản phẩm lọc dầu, ngoại trừ 5% cho khí gọi là LPG và 3% cho các sản phẩm hóa dầu. Và ưu đãi này thì được áp dụng trong thời gian 10 năm sau khi ngày vận hành thương mại, tức là năm 2027. Trong thời hạn trên thì nếu Việt Nam quy định 27 là chúng ta còn 5 năm nữa. Trong thời hạn trên thì nếu Việt Nam quy định thuế suất nhập khẩu thấp hơn thì chính phủ phải đảm bảo rằng PVN sẽ thanh toán cho lọc gió dầu Nghi Sơn cái số tiền chênh lệch giữa thuế suất nhập khẩu thực tế và thuế suất 7% đối với các sản phẩm lọc dầu như thế này. Và các bác có thể thấy rằng là đây là một cái bài rất dài, chúng ta thực ra cũng không cần phải nói nhiều nữa, nhưng mà rõ ràng chúng ta để ý đến cái phần rằng là liên quan tới cái việc mà ký cái cam kết GGU này thì cái công văn mang số gọi là chỗ gọi là mang số báo danh, công văn mang số báo danh đây, ngày 5/11/2012 thì Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tại thông báo số 367 ngày 5/11/2012 và của thông báo Văn phòng Chính phủ về kết quả đàm phán thỏa thuận về cam kết bảo lãnh GGU này. Phần còn lại chắc để các bác bình luận, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi tối tốt lành. Và chúng ta cũng phải nói rằng là tờ Vietnamnet rất dũng cảm. Cảm ơn các bác.